Chào tất cả bác, chào tất cả anh chị, chào tất cả mọi người. Mày em bán ba cái loại kỳ, đó là cái cây rút cun gọi như là 28, nó là một em mắt đỏ 10, hay là nó ám mắt đỏ thì nó cũng có một số cái tên là như vậy. Cái cây này thì nó cũng có nhiều rồi. Thực ra thì năm ngoái thì em vẫn phân vân về cái việc là cái tên của chúng nó. Còn thì năm nay thì một số anh em nở lại thì nở hoa kích thì đã giống nhau hết rồi. Thế là về cái cây đấy thì cái tên chung mà mọi người hay dùng nhiều nhất bây giờ và nhiều người biết đến nhất đó chính là cây nước hoa 28. Thấy chữ để xem thêm trên trên hàng ngoài nhé. Tiếp theo là cái cây nước hoa 28 thì em bán là 150 một sen. Mắt trong Phú Thọ thì em bán là 100 một sen, xanh Phú Thọ thì là 150. Còn cây phía một mắt thì là 200 anh chị nhé. Thì cây nào thì em cũng đều có những cái video phân tích rất là chi tiết, từ hoa đến thân lá đến màu sắc ở trên kênh Trên Ngàn Hoa thì mọi người có thể tham khảo thêm trên đấy để tìm hiểu thêm anh chị nhé. Thì em xin phép vào luôn cái cây đầu tiên. Cây đầu tiên này là 12 sen, nó là một kỳ hai mầm gốc, ba mầm nhưng cái mầm này khả năng là dùng rồi. Đấy, một kỳ hai mầm gốc này thì nó là 12 sen là 1,8 triệu nhân 150 anh chị ạ. Đấy, tiếp theo cây thứ hai, cây thứ hai này nó cũng là 12 sen, nó cũng là 1,8 triệu anh chị nhé. Đấy, thì em cứ đo sen thôi, cứ đo sen và nhân lên thôi. Đấy, tiếp theo cây số 3, cây số 3 này là 10 sen tất cả, 10 sen này thì là 1,5 triệu anh chị ạ. Đấy là cây số 3, cây số 3 này nó cũng là một thân hai mầm gốc ạ. Tiếp theo là cây số 4, cây số 4 này thì nó là 13 sen, là 1,950,000. Cây số 4 này là to nhất anh chị ạ, nó cũng là một thân hai mầm gốc ạ, nhưng mà nó dài hơn ạ. Đấy, tiếp theo em sang cây mắt trâu Phú Thọ. Mắt trâu Phú Thọ này thì nó để lúc nhích mấy mầm bé ở dưới chắc chẳng lên được đâu. Đấy, anh chị cứ quan tâm là một thân một mầm này nó lên được mầm khỏe phát triển nhanh thì là cái rất là tốt. Cây này là số 5 này 9 sen, 9 sen là 900,000 anh chị ạ, em cứ nhân 100 thôi, 900,000. Tiếp theo là cái số 6, cái số 6 này 18 sen là 1,8 triệu anh chị ạ. Nó cũng là một thân một mầm thôi, nó có một mầm còi còi dưới này, nhưng mà phải rắc đã lớn đâu anh chị ạ. Đừng quan tâm đến cái mầm đó, cứ quan tâm là cái một thân mầm này thôi. Cái số 6 này là 18 sen là 1,8 triệu anh nhé. Tiếp theo là cái số 7, cái số 7 này là 11 sen, 11 sen anh chị ạ, 11 sen này là 1,1 triệu, cũng nhân 100 thôi. Cái số 8 này là 13 sen, 13 sen nhân 100 thì nó cũng là, đây số 8 đấy, 13 sen nhân 100 thì nó là 1,3 triệu anh chị ạ. Đấy, thì nó cũng là những cái cây mà đã có ám mắt trâu Phú Thọ hay là ám mắt trâu xanh những thứ thì nó cũng giống nhau anh nhé, nó là một cả. Tiếp theo em sang cái cây xanh Phú Thọ. Xanh Phú Thọ thì cây này cái số 9, số 9 11 sen nhân 150 thì là 1,650,000 anh nhé. Số 9. Tiếp theo em sang cây số 10, cây số 10 đây, cây số 10 này thì là 10 sen nhân 150 là 1,5 triệu anh chị nhé. 2 kỳ nhưng nó bé, cây nó nhỏ anh chị ạ. Đấy, tiếp theo là cái cây số 11, cây số 11 này là 8 sen nhân 150 là 1,2 triệu anh chị ạ, nó một thân một mầm. Đấy, nó 8 sen. Tiếp theo là cây số 12, cái số 12 này thì nó là 12 sen, 12 sen, 12 sen nhân 150 thì là 1,8 triệu anh chị ạ. Cái số 12 là 1,8 triệu. Đấy, tiếp theo là em đến hai cái cây một mắt, cây một mắt, hai cây một mắt này thì cái cây phi điệp một mắt này á, thì mọi người có thể xem thêm trên kênh Trên Ngàn Hoa nhé, để mọi người rõ hơn về cái mặt hoa của nó và thân lá và những cái thứ liên quan thì mọi người mới hiểu và biết về cái cây này. Cây chơi thì nó mới cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó anh chị ạ. Cái này nó nở hoa rất nhiều, và nếu mà trên YouTube thì cái Trên Ngàn Hoa của em này nó có rất là nhiều cây mà nở hoa rất nhiều, có thể là nhiều hết mạng xã hội luôn. Đấy, thì cây số 13 này thì là 11 sen thì em bán 200 một sen thì là 2,2 triệu anh chị nhé. Tiếp theo cây số 14 này là 12 sen, 12 sen đến cây này, 12 sen, 12 sen đến cây số 14 này thì là 2,4 triệu. Bản thân em bán thì trước nay nếu có cây nào bán thì em bán đều đo sen cả, dù nó 5 sen, 10 sen hay là 20 sen thì em cũng bán bằng sen bằng tiền nhau. Anh chị nào có điều kiện thì mua cây to cho nó khỏe, về chăm thì nó khỏe và dễ trồng, mà nó lớn thì mình mới dễ được xem hoa anh chị ạ. Còn cái cây nào mà nó bé thì mình lâu được xem hoa hơn và chăm yếu hơn anh chị nhé. Thì đây anh chị cứ lưu ý xem mà, nếu sưu tầm cái nào có thể liên hệ bên em,
để sưu tầm. Cảm ơn các mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Anh chị nếu mà muốn xem hoặc mua những cái khác, anh chị có thể xem thêm trên kênh YouTube Thiên Đường Ngàn Hoa để mọi người biết rõ hơn nhé. Cảm ơn tất cả các bác. Xin chào tất cả mọi người.